Bộ trưởng Iskoran cho biết chương trình lập trình vui vẻ Code for Fun dành cho học sinh lớp 6 sẽ được thử nghiệm tại một số trường trong năm học này và áp dụng cho học sinh lớp 4 đến lớp 6 tại tất cả các trường tiểu học ở Singapore từ năm 2020. Được đưa ra từ năm 2014, chương trình lập trình vui vẻ là môn học không bắt buộc nhằm giúp sinh viên nắm bắt tư duy về máy tính thông qua kỹ năng lập trình cơ bản. Trong giai đoạn tiếp theo, chương trình hướng tới các học sinh bậc trên tiểu học với các chương trình học lập trình có tổng thời gian là 10 tiếng ở trường. Các công nghệ đang nổi lên như trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được giảng dạy. Các học sinh sinh viên cũng sẽ được tiếp cận với một chương trình mới được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm hướng các em vào lĩnh vực an ninh mạng. Bên cạnh đối tượng học sinh sinh viên thì chính phủ Singapore cũng có các chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người già làm quen với máy tính và ứng dụng công nghệ. Mục tiêu cuối cùng của Singapore là đảm bảo cho mọi người dân dù già hay trẻ đều được trang bị những kỹ năng về công nghệ cơ bản, từ đó sẽ có những đóng góp cũng như sẽ được thụ hưởng những thành quả mà cuộc cách mạng số mang lại. Hiếu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Singapore.